Đảo chính Burkina Faso, quân đội phế chuốt Tổng thống, đình chỉ hiến pháp, đóng cửa biên giới. Tình hình Tổng thống ra sao? Ngày 24 tháng 1, quân đội Burkina Faso tuyên bố phế chuốt Tổng thống Rochmar Cabo, đình chỉ hiến pháp, giải tán chính phủ và quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới của quốc gia Tây Phi này. Tuyên bố do Trung tá Paul Henry Sandago Damiba ký và được một quan sĩ khác đọc trên truyền hình quốc gia Burkina Faso, trong đó có nội dung nói rằng cuộc tiếp quản đã được thực hiện mà không có bạo lực và những người bị bắt giữ đang ở một nơi an toàn. Các nguồn tin quân sự và an ninh trước đó cho biết Tổng thống Ross Cabo đã từ chức. Nhà lãnh đạo Burkina Faso chưa xuất hiện trước công chúng từ khi xảy ra vụ nổ súng dữ dội ở các doanh trại quân đội hôm 23 tháng 1. Trong khi đó, Đảng Phong trào Nhân dân Tiến bộ cầm quyền tại Burkina Faso cho biết Tổng thống Cabo đã thoát nạn trong một âm mưu ám sát bất thành, sau vị trí hiện nay của nhà lãnh đạo quốc gia Tây Phi này vẫn là bí mật. Tuyên bố của đảng cầm quyền cho biết một bộ trưởng trong chính phủ Burkina Faso cũng đã sống sót sau một vụ tấn công nhằm vào ông, trong khi tư dinh của Tổng thống Cabo bị cướp phá. Đảng phong trào nhân dân tiến bộ mô tả Burkina Faso đang từng giờ hướng đến một cuộc đảo chính quân sự bằng vũ lực. Một loạt tổ chức khu vực và quốc tế như Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS và Liên minh Châu Phi AU đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bất ổn tại Burkina Faso AU lên án điều mà tổ chức này gọi là ý đồ đảo chính của các binh sĩ nổi loạn đối với nhà lãnh đạo dân cử của Burkina Faso, Kabul. Trong một tuyên bố, chủ tịch Ủy ban AU, Moussa Faki Mahamat, kêu gọi các lực lượng an ninh và quân đội Burkina Faso tuân thủ nhiệm vụ hợp pháp được giao là bảo vệ đất nước cũng như đảm bảo an toàn cho tổng thống bò và các thành viên trong chính phủ của ông. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ mọi ý đồ giành chính quyền bằng vũ lực ở Burkina Faso và kêu gọi các nhân vật cầm đầu cuộc đảo chính hạ vũ khí. Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Zuzaric, ông Guterres cũng kêu gọi phe đảo chính bảo vệ sự an toàn của Tổng thống và các thể chế của Burkina Faso. Cũng trong ngày 24 tháng 1, Mỹ đã lên tiếng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Cabo và các quan chức chính phủ khác, đồng thời kêu gọi phe đảo chính tôn trọng hiến pháp và ban lãnh đạo dân sự của Burkina Faso một quan chức bộ ngoại giao mỹ yêu cầu giấu tên nhấn mạnh trong tình hình bất ổn hiện nay chúng tôi yêu cầu tất cả các bên giữ bình tĩnh và tìm cách đối thoại với vai trò của một biện pháp giải quyết những mâu thuẫn